lỗi, mình quay lại với nhau có được không? Em biết là mình không nên lừa dối anh như vậy. Nhưng mà mình quay lại với nhau nhá. Không, bye em. Vâng, theo như thông tin chúng tôi vừa nhận được tại hiện trường, một cô gái trẻ đã tự tử vào hồi chiều tối nay. Nguyên nhân được phỏng đoán là do tình cảm. Cô gái tuổi đời còn quá trẻ, và đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc. Không ai muốn sự việc này xảy ra cả. Và sau đây là hình ảnh của nạn nhân. Sau khi chia tay em nói em còn đang rất buồn, và em còn yêu anh rất nhiều. Thật á? Sau khi chia tay em nói bao ngày qua em nghĩ rồi, mình hãy cho nhau một cơ hội. Chẳng hiểu em nghĩ gì khi mà ta giờ đây như thế. Chẳng hiểu em nghĩ gì sau thời gian mình đã chia ly. Thật lòng anh rất buồn khi em quay lưng cùng tình yêu mới. Mà giờ đây em nói em bạn thì anh cũng bỏ tay. Và em ơi bây giờ đã quá muộn để nói lời xin lỗi. Thật lòng anh cũng không biết phải làm sao, giờ thôi cũng đành thôi. Chẳng thể như ngày xưa cứ chắc dặn nhau là nói lời xin lỗi. Giờ đôi ta đã khác trước rồi, sau khi chia tay trở nên làm bạn. Bên nhau như thế, anh nào đâu biết rằng lòng em đổi thay mất rồi. Mong em vui bên duyên mới, để anh được yên với đời, đừng khiến anh kia phải dối bời. Chẳng hiểu em nghĩ gì khi mà ta giờ đây như thế. Chẳng hiểu em nghĩ gì sau thời gian mình đã chia ly. Chia tay trở nên làm bạn. Giấc mơ y hệt như thật em ạ. Sợ quá. Thôi bỏ qua đi. Này, tối nay em điên gì hả? Điên lẩu đi.
Em nướng nhá. Ăn gì cũng được á? Ăn cam không? Này, ăn cam này. Sao, ăn cam đi. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau.